bố thí đúng cách như thế nào ngài upandita đã giải thích bố thí là một trong ba phước báo thiền nghiệp gồm bố thí giữ giới và hành thiền ngài đã giảng qua về phước bố thí nếu bố thí đúng cách sẽ giúp cho người cho loại bỏ được ích kỷ và các hình thức quá độ của tham sân khi bố thí, hãy nghĩ đến sự an vui, hạnh phúc của người khác. Đừng mong cầu lợi lạc cá nhân. Khi nói đến đừng mong cầu lợi lạc cá nhân có nghĩa là đừng mong cầu được loại hạnh phúc không bảo đảm, mà hãy mong được loại hạnh phúc bảo đảm. Nhờ vậy, người cho loại bỏ được dính mắt và ích kỷ. Vì muốn cho người khác an vui, hạnh phúc nên cá nhân đem những gì mình có để chia sẻ với người khác do vậy mà cá nhân loại bỏ được sân hận đối với người khác nhờ bỏ sân hận nên có được nhẫn nại tha thứ và hy sinh khi giao tiếp với người khác vì vậy bằng cách bố thí đúng cách sẽ làm phát triển những đức tính tốt đẹp như nhẫn nại tha thứ và hy sinh bố thí cũng làm phát sinh lòng bi mẫn với người khác. Nhờ lòng bi mẫn nên loại được sự ác độc phát sinh từ sân hận. Do bố thí đúng cách, loại trừ được sân hận quá độ, hiểu rằng làm tốt đem lại tốt, làm xấu đem lại xấu. Cá nhân hiểu do nghiệp của chính mình tạo nên quả tốt hay xấu, hiểu được vậy nên không còn suy mê. Vì thế khi bố thí, cá nhân chỉ nhắm đến mục đích thành đạt loại hạnh phúc bảo đảm. Tóm lại, nhờ bố thí đúng cách nên loại trừ được các hình thức quá độ của tham sân si. Theo lối này, bố thí hỗ trợ cho sự tu giới. Bố thí đúng cách có khả năng giúp được sự thu thúc không có sự cư xử sai trái qua thân khẩu ý vua Asuka đã cho chạm vào cột trụ đá ghi rằng ngay cả bố thí là một nghiệp thiện nhỏ nếu được làm đúng cách sẽ làm loại bỏ tham sân si quá độ do loại bỏ được tham sân si quá độ cá nhân thoát khỏi sự trì kéo bởi sức hút của phiền não nhờ vậy làm cho đời cá nhân được nâng cao bố thí đúng cách là mở đường cho giới đạo như vậy mỗi khi bố thí cá nhân hãy làm với tâm trong sạch và với mục đích cao thượng thì cá nhân khắc phục được tham sân si quá độ bây giờ ngài nói về bố thí theo lời dạy của đức phật thứ nhất bố thí thông thường được dịch là tặng hay cho nhưng thật ra bố thí còn được dịch là vật được cho. Thứ hai, bố thí cũng còn có nghĩa là tác ý, là nguyên nhân tạo nên bố thí. Không có ý muốn cho thì sẽ không có bố thí. Thứ ba, bố thí còn mang nghĩa là sự cho ra. Dù có tác ý bố thí có sẵn vật cho, nhưng không có hành động cho ra, thì bố thí cũng không thành. Hoặc có bố thí nhưng không có vật để bố thí thì sự bố thí cũng không thành do đó bố thí chỉ được thành tựu khi có cả hai điều tác ý muốn cho ra và hành động cho ra khi bố thí đừng dính mắc vào vật mà cá nhân sở hữu và cần phải bố thí bằng tâm bi không có lòng bi mẫn đối với người nhận sẽ không có bố thí theo cách này khi một người có tác ý muốn bố thí có sẵn vật bố thí có tâm không dính mắt vào những vật mình có và có tâm từ và tâm bi đến người nhận thì tự động bố thí hình thành đây là sự bố thí đúng cách bố thí theo đúng cách sẽ chế ngự tham sân si quá độ cá nhân không nên nuông chiều phiền não tham sân si Nương chiều tham sân si sẽ tạo sự cư xử sai trái qua thân khẩu ý. Hãm hại, giết chóc, hành hạ bắt nguồn từ sân hận. Sân hận cũng làm cho con người độc ác, hại người, giết người. Khi bố thí, tâm từ bi phát sinh nên loại trừ được sân hận. Trong khi bố thí với tâm từ bi phát sinh, người cho cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn khi thấy người khác nhận được vật họ mong ước làm phát sinh tâm hỷ. Do muốn người nhận được an vui, hạnh phúc nên không còn ganh tị. Không còn ganh tị nên không còn ác ý. Không ganh tị, không ác ý nên không hại người khác. Do có tâm từ bi thật sự đối với người khác nên không có ý tưởng tiêu diệt người khác. Do đó, sự bố thí đúng cách giúp cho sự tu giới được thuận lợi dễ dàng. Bố thí đúng cách giúp loại bỏ được tham lam quá độ nên không có tâm chiếm đoạt. Cá nhân thấy bằng lòng với những gì mình đang có nên không phạm tà hạnh, dối trá hay say sưa. Không say sưa nên không si mê. Do đó, bố thí đúng cách giúp loại bỏ được tham sân si quá độ, giúp cho cá nhân giữ giới được dễ dàng. Bố thí đúng cách mở đường cho giới đạo, bố thí như vậy là loại bố thí mang phẩm chất cao. Bố thí còn có nghĩa là sự cho ra. Có ba loại bố thí. Loại bố thí thứ nhất, bố thí bằng sự cho ra vật chất gọi là tài thí. Loại bố thí thứ hai, bố thí bằng sự không đem điều sợ hãi, gọi là vô úy thí. Vô úy thí là bố thí những gì giúp cho người khác tránh được sự sợ hãi. Người ta thường có sự sợ hãi nơi chính quyền, trộm cướp, lửa, máu, kẻ thù, rắn độc, ma quỷ hay các chúng sinh vô hình. Cho người khác sự bảo vệ, an toàn, khỏi sự nguy hiểm gọi là du uý thí sân hận làm cho cá nhân hãm hại giết chóc và hành hạ người khác nếu biết kiềm chế tâm sân sẽ không làm hại người khác do đó nếu cá nhân biết kiểm soát được tâm sân thì được xem bảo vệ người khác không bị chính cá nhân làm hại và như vậy cá nhân thực hành du uý thí con người thường sợ bị hãm hại sợ nhất là bị dối gạt. Ngoài ra, còn sợ mất mát của cải, mất mát hạnh phúc. Có người còn sợ bị tùy thuộc, bị hành hạ bởi các chất say. Do đó, nếu cá nhân tự giữ gìn được những điều không gây phương hại cho người khác, gọi là vô úy thí. Thế nên vô úy thí là điều nên làm. Sự không sợ hãi là giật cho ra. Phước của vô úy thí vượt trội nhiều lần hơn tài thị do vậy cá nhân nên đặt ưu tiên của du ý thí hơn tài thị thời này giúp tạo ra một chính quyền tốt đẹp cũng là du ý thị bảo vệ người khác khỏi trộm cướp cũng là du ý thị giúp phòng cháy chữa cháy cũng là du ý thị giúp phòng lũ chống lũ cũng là du ý thị bảo vệ cho người khác không bị kẻ thù hay thú dữ làm hại cũng là vô ủy thị. Loại bố thí thứ ba Bố thí bằng sự giảng pháp, chỉ dẫn thực hành giáo pháp, giúp con người thăng tiến, gọi là pháp thí. Pháp thí có nghĩa nếu cá nhân làm theo chính xác sự hướng dẫn tu tập giáo pháp, thì giáo pháp có thể giúp đỡ bảo vệ và làm cho cá nhân thăng tiến do đó pháp còn có nghĩa là phương pháp làm cho con người thăng tiến nếu tu tập đúng theo giáo pháp nếu tu tập sẽ giúp cá nhân có sự cư xử qua thân khẩu ý được thanh tịnh và trong sạch như vậy bố thí cho người biết cách giữ gìn thân khẩu ý là pháp thí hướng dẫn giúp người khác loại bỏ các ô nhiễm ở tâm cũng là pháp thí tu tập thiền tứ niệm xứ đem lại bảy điều lợi lạc trong đó có lợi lạc làm trong sạch tâm muốn cho người khác hưởng được bảy lợi lạc của thiền tứ niệm xứ cá nhân chỉ dẫn cho người khác phương pháp hành thiền cũng là pháp thị và ở thiền diện này những ai giúp đỡ việc ăn ở cho các hành giả trong khóa thiền cũng là việc thực hành pháp thí giúp cho người khác thoát khỏi sự sợ hãi kẻ thù hay thoát ra khỏi các tình trạng nguy khốn là vô úy thị. Vô úy thị có liên hệ đến giới có hai loại kẻ thù, kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù bên ngoài là người thù và kẻ thù bên trong là phiền não. Kẻ thù bên trong đáng sợ hơn nhiều kẻ thù bên ngoài. Phiền não là kẻ thù kẻ nội thù chính của con người là phiền não, là các bất thiện tâm. Một trăm phần trăm đau khổ phát sinh do phiền não. Nếu cá nhân muốn hạnh phúc, không bị đau khổ, cần phải chiến thắng phiền não. Muốn thắng phiền não, phải biết độc ác với phiền não, không dung tha cho phiền não.